Tại Hà Nội, hội nghị trực tuyến lần thứ 3 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng, gồm báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021, hiệp thương bổ sung nhân sự của đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong thành công của đất nước đạt được năm 2020, có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ngay sau hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tập trung xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn. Tập trung chăm lo tốt hơn nữa cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu vùng xa và người yếu thế trong xã hội, tích cực chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.